Hello, xin chào các bạn. Tuy Un đã hướng dẫn một số bạn sử dụng cái phần mềm Switchcoin để kiếm tiền ảo và có thể mua được đồ thật như iPhone, iPad, điện thoại, giày dép, quần áo hiệu. Và các bạn muốn đổi ra tiền thật thì các bạn phải bán những cái món đồ đó. Ok. Và bây giờ Tuy Un hướng dẫn các bạn một cái chiêu mới nữa, đó là vừa làm việc mà có thể vừa kiếm tiền Wishcoin bằng cách như thế này. Tôi vừa làm việc nhưng mà cái chân của tôi sẽ không ngừng bước. Đây. Nha, tôi cũng còn rất nhiều kênh YouTube để chuẩn bị cho các bạn đấy, những bạn xinh. Thì mình chỉ cần bước đi cha vậy thôi là mình đã có tiền rồi. Đó. Nên bữa nay là tôi lo ở nhà làm việc cho xong cái công việc để còn sắp tới còn làm nhiều việc hơn nữa. Đang cập nhật sản phẩm lên trang web Hoàng Pino. Đó các bạn cài Wishcon vô rồi đi bộ trong nhà khỏi ra đường, mùa dịch Covid dễ bị lây lan bệnh tật ha. Đang cố gắng đi bộ nhiều cho mặt nó bớt mỡ hơn, nó đẹp trai hơn á mọi người. Mốt làm tiên cá biểu diễn thế giới. Đây là gương mặt của chàng trai 35 tuổi. Nhiều bạn hỏi tôi cao 1m bao nhiêu hả? Chả sẵn trả lời luôn nha. Mang dài vô thì cao 1m77 đến 78. Rồi, tự tính chiều cao với tôi. Vậy nha mọi người. Ồ, da mặt mịn ha.